Sáng nay, giải đua xe đạp nữ quốc tế BYC Cup 2024 tiếp tục hành trình với chặng đua thứ 8 có lộ trình dài 116 km đi qua cung đường biển xinh đẹp từ thành phố Phan Thiết đến thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận. Với địa hình tương đối bằng phẳng cộng với thời tiết dịu mát hơn thường ngày, tạo điều kiện cho đoàn đua đẩy tốc độ lên rất cao. Ngoài cuộc chiến áo xanh nước rút chưa ngã ngũ, các danh hiệu danh giá khác đều đã có chủ. Chính vì thế, chặng đua này là cơ hội để các tay đua còn lại nỗ lực giành lấy thành tích. Các đại diện của đội sổ số kiên thiết Đồng Tháp và Kazakhstan thể hiện rất rõ ý đồ này với việc tổ chức thoát đi ngay khi bước vào lộ trình chính. Sau nhiều nỗ lực, Kuzer Kuzmina Marina của đội Kazakhstan thành công tách đoàn, tay đua 24 tuổi một mình một xe băng trong suốt 40 km cuối trước khi cán đích với tổng thời gian 2 giờ 48 phút 55 giây, tạo ra khoảng cách lên đến 1 phút 16 giây so với các vị trí còn lại. Dù mệt nhưng tôi cảm thấy rất vui. Hôm nay là một chặng đua khó, nhất là ở giai đoạn đầu khi nỗ lực tách đoàn của tôi không thành công. Sau đó rất may tôi đã tăng tốc và tạo ra khoảng cách khá an toàn. Tôi muốn cảm ơn các đồng đội và chúc tất cả sẽ tiếp tục nỗ lực để tìm kiếm thành tích tốt trong hai chặng đua còn lại. Với việc giành chiến thắng ở Sprint 1 và cán đích thứ 6, Chutatip Manifan nới rộng cách biệt với các đối thủ bám đuôi, lên thành 11 điểm, một khoảng cách khó lòng san lấp khi chỉ còn hai chặng đua trước mắt. Như vậy, chiếc áo xanh nước rút gần như đã thuộc về nữ hoàng nước rút người Thái Lan.